Trời đất ơi. Hi Audrey. Long time no see. How are you? Cái gì? What? You wanna play with the sand? Trời ơi, có bà mang dài rồi này kia, bà mang váy bọc đầm bà. Con tôi nó bụi đời vậy sao? Đó. Audrey, JD, did you give Audrey a hug? Yeah, so cute. Con có nhớ Audrey không chay? Audrey, con có nhớ Audrey không chay? Đâu ạ? À? Where you going, JD? JD. Look at JD. Say, tell JD, come back. Audrey. Hello, how you doing? Good, how are you? Very good, thank you. Mẹ Audrey nói là hai đứa nó chạy tới ôm nhau. Hai đứa nó hồi nãy chạy tới ôm nhau mà lúc nó Ngọc. Trời ơi, coi. Mà nãy Ngọc không có đó, Ngọc không có quay được. Bye bye chị đi. Trời đất ơi, coi hai mẹ kìa. Ở ngang. Gì đâu ở trời. Hai đứa ngồi như chơi vậy đó, coi đó không. À, thấy người ta ngồi bà đứng coi được không? Phong cách lắm mà. Trời ơi, có hai đứa bạn ngồi làm tóc cho nhau nè. Coi cô chú coi nó vẽ nát cái tường nhà rồi thấy không? Trời ơi, Audrey. Are you singing? Yeah. Trời ơi, you have a very good voice. Trời ơi, hát nữa. Chay làm tóc cho bạn đi con. Làm tóc cho bạn, Audrey. Audrey, hả? Audrey, sit down, JD gonna do your hair, okay? That's my phone. What color is that? What color is this? Pink. What color is this? Green. What? Green. Green, đúng rồi. Rồi, đó, hai đứa bạn làm tóc cho nhau. Dễ thương không? Hai đứa chơi dễ thương không? Trời ơi, coi kìa. Đó, cột tóc lên cho bạn đi. Trời ơi, cô đã kẹp tóc bạn đó kìa. Trời ơi. Không có cột tóc không con? Trời ơi. Bạn lỡ tay con. Bạn lỡ tay. Audrey kìa. Do you want some medicine? Yeah. Go and take your medicine. What's wrong? Oh, she fell into the back of her ear. Oh, and it's swollen? Yeah. Oh. Here you go, baby. Good job. Wow, JD, look how good. See how good Audrey taking the medicine? Audrey uống thuốc giỏi ghê. Audrey bị té xong rồi cái đụng lỗ tai rồi cái bị sưng lỗ tai. Giờ uống cho nó xẹp cái sưng xuống. Thầy này của con hả? Cái của con cái ngoài xe mẹ của mẹ rồi. Con thôi mày làm biếng đi lấy quá. Lấy chai nước bình thường uống đỡ đi chứ làm biếng quá. Còn Audrey uống thuốc giỏi ghê rồi. Giống nhau. Hello cô chú ơi, chay của cô chú hôm nay là tiếp tục ăn bagel. Bagel. Chút nữa về mày nấu cho con nồi canh nha. Không. Không hả? Không đặt cho bây giờ chứ không. Chút về mày nấu cho nồi canh mồng tơi. Không. Ăn chung với cơm, ngon lắm. Ăn cho nó có miếng canh trong người chay nè. Chung chung. Hả? Ăn cho có miếng canh trong người đó chay nè. Nay có ba ở nhà rồi, có ba ở nhà là mẹ đặt đặt được chút xíu rồi cái mày nấu cho chay nồi canh ha. Cái mình lấy tôm hồi bữa vào ngoài năm kho. Lấy ra ăn.
In 1 mile, turn left onto Northwestern Highway. Hôm qua giống như cái video clip hôm qua đó, cô chú nào mà ở Mỹ á, mà có thể muốn đi giữ em bé, giữ chay rồi mà có thể qua nhà Ngọc nấu ăn, nấu uống, đồ này kia, các nọ dọn dẹp rồi này kia, gọi điện thoại cho Ngọc dùm nha, 248-495-3245. Một lần nữa, cô chú nào muốn đi giữ em bé, nấu ăn, ở chung với nhà Ngọc luôn, cứ gọi điện thoại cho Ngọc. Ngọc đang cần người rất là cần luôn. 248-495-3245. Khó quá, Michigan kiếm người khó quá. Bên Cali thì kiếm dễ, chắc mua qua Cali sống quá. Mà hiện tại giấy tờ của ông bà ngoại chay là đang tiến hành rất là tốt luôn á. Ngọc mới vừa nhận được một cái email của cái bên immigration, của cái bên mà nhập di cư á, là mới nhận được email là mấy người đó đã nhận được rồi, là bây giờ chuyển hồ sơ về tới Việt Nam, rồi chỉ cần đặt hẹn thôi, chỉ cần lãnh sự quán ở Việt Nam cho cái hẹn để đi phỏng vấn thôi là được. Nhưng mà nói cho cùng thì cũng phải còn vài tháng nữa, phải qua bầu cử, phải hết năm, nên là hiện tại Ngọc rất là cần người luôn. Nên là cô chú anh chị nào mà ở Mỹ á, mà đang không có chuyện gì làm á, mà muốn giữ em bé với lại biết nấu ăn đồ này kia giùm cho Ngọc. Mấy tháng, coi chừng khoảng 6 tháng, làm ơn gọi điện thoại cho Ngọc. Nhưng mà Ngọc chỉ nhận một người thôi nha. Ngọc xin nói là Ngọc nhận một người ở chung với Ngọc thôi, là giống như một người phụ nữ coi chừng khoảng 50 tuổi trở lên, 45-50 trở lên, biết nấu ăn, giữ em bé đồ này kia, khách nội giùm cho Ngọc. Gọi điện thoại giùm cho Ngọc 248-495-3245, 248-495-3245. Rồi gọi là cái gì đó đây, chỉ một người thôi, một người ở thôi, được một người ở chung với Ngọc thôi, tại vì nhà Ngọc nhỏ lắm. Không, Michigan kiếm người khó quá, khó luôn. Use the left 3 lanes to turn onto Northwestern Highway. Nói chay ha, kiếm bà nào đi qua giữ chay nha chay. Turn left. Không hả? Thử rồi. Vậy con tự chăm sóc bản thân con được chưa? Chú Lũ với cô Nhung nói trời đất ơi, con mà ở bên Cali hả, trời ơi là một rừng luôn á. Mà con bên Michigan khó quá, người ta khó đi, người ta có gia đình, người ta đồ nữa. Chỉ ai mà đi giữ vậy này là chỉ phải người đó là không có con cái, không có chồng, người ta mới đi được. Chứ mà khó lắm. Như với lại có mấy cô chú bên Việt Nam gọi cho anh Bảo hỏi là có cần người giữ không á, tại biết sao không? Ngọc không có thể nào bảo lãnh mọi người ở bên Việt Nam qua được hết á. Ba mẹ Ngọc còn bảo lãnh còn khó mà. In 3.2 miles, turn right onto Franklin Road. Nam qua được á mọi người ơi, nó khó lắm. Đi bơi. Gì muốn đi bơi hả con? Thứ tư đi. Thứ tư đi là bắt đầu không cần ra nhiều rồi đó chay. Chuẩn bị tới Halloween nữa rồi, lẹ ghê luôn. Bây giờ người ta bày đồ Halloween ra, người ta bán rồi, người ta đồ đạc Halloween rồi, người kia bán, công nhận lẹ ghê. Một năm trôi qua. Lớn Halloween. Ừ. Stay in the left 2 lanes. Hả? Chay, con có nhớ là Halloween năm ngoái là Út qua bên này không chay? Con có nhớ là Halloween năm ngoái Út mua đồ vậy, Út trang trí Halloween nhà mình không? Nhà mình trang trí Halloween như chuyện giỡn. Không phải, không phải. Nhớ không? Không phải, ông già buồn. Mà con nhớ là hồi bữa là năm ngoái là Út dẫn con đi vô Halloween store, rồi cái mình đi Target mình mua đồ trang trí Halloween không? Con thấy thời gian trôi qua lẹ không chay? Stay in the left 2 lanes. Ngày nào cũng có bản hát quay lắm. Đúng rồi, chỉ là nỗi nhớ mà đứa sơn tình đã lỡ hát ơi. Hát lớn lên, hát đàng hoàng, hát cho hay. Hát ơi.
8 giờ là mặc đồ lên, lấy xe đi. Đi tới giờ chưa về, đi từ 8 giờ sáng tới giờ 2 giờ chiều chưa về. Quá chữ uống cà phê luôn. Đi đi hội xe chơi với bạn, coi sướng không? Tôi là sáng tôi ngủ dậy 12 giờ là tôi lo cơ chứ, bà chay rồi các tôi lo ship đồ, phát đồ rồi kia tôi đi ship đồ. Tưởng thứ bảy ở nhà được giùm. Giữ nhỏ giùm cho cái đi. In 1 mile. Turn right onto Franklin Road. Dựng đồ lên đi rồi. Đi rồi cái đi rồi sẵn là đi ăn trưa với bạn luôn đó, vui không? Vui vui vui. Giờ hai đứa hẹn gặp nhau ở cái hãng xe. Thứ bảy á, Ngọc mới biết ra được một cái chỗ thôi. Thường thường Ngọc nghĩ là thứ bảy chủ nhật không có ship đồ, nhưng mà gần nhà Ngọc có một cái chỗ thứ bảy á, người ta vẫn mở cửa để mình đi ship đồ, nhưng mà người ta đã mở cửa ngắn lắm, chỉ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều thôi. Nên là Ngọc ráng Ngọc tranh thủ một dậy trong cái giờ đó, cái là Ngọc nhận order, cái là chị Ngọc đi ship luôn thứ bảy cho tới lẹ lẹ cho cô chú anh chị. Rinh một đống đồ rồi còn rinh bà chay rồi bỏ lên xe rồi bỏ lên bỏ xuống rồi. Ui trời ơi. It's freezing. It's freezing. Yeah. Nhưng mà đường cái nó thích đi với mình, nói mẹ mẹ cũng đi mẹ. Chứ bữa trước là ở nhà với mình từ thứ hai cho tới thứ bảy nó quấn quýt. At the light, turn right onto Franklin Road, then turn left onto West 12 Mile Road. Đúng là con gái đầu lòng cái chứ hả chay hả? Chay có phải là gái đầu lòng của mẹ không ta? Hả chay có phải là gái đầu lòng của mẹ? At the stop sign, turn left onto West 12 Mile Road. À mày cảm ơn con. Mà con có phải là con gái đầu lòng của mẹ không? Dạ. Hồi hôm nay nó còn lạnh hơn hôm qua nữa. Hôm qua còn mắm mắm chứ hôm nay còn lạnh hơn nữa. Con gái đầu lòng ơi, gái đầu lòng. Stay in the left two lanes. Yes, mommy. Rồi bây giờ đi coi xe tiếp nha chay nha. Dạ. Vô coi lựa chiếc xe. In 3/4 of a mile. Turn right onto Case Avenue. Green hả? Không, để mẹ lựa chiếc xe. Mày nghĩ cái mẹ là mẹ mạng kim nên là mẹ hợp với màu trắng. Mày nghĩ là nếu mà mẹ mua xe mày sẽ mua màu trắng. Còn ở trong á thì mẹ thích cái màu vàng, màu da, mà cái da mà màu tan á. Cái màu mà cam bằng vàng á. Giống nhau không? Mà mày không biết mày có lựa được cái màu đó không, hay là phải đặt hay là sao để vô cái hãng đi dealer khác thôi coi sao. Có giống nhau không con? Giống nhau great. Con nói tiếng gì? Con nói chữ giống nhau coi. Nói giống lớn nhau lên. Mẹ ơi. Hả? Giống nhau. Giống nhau, đúng rồi. Chỉ là nỗi nhớ mãi đương sau một cuộc tình đã lỡ. Chỉ là con chữ cây nó ăn cục. Ăn cục gì? Ăn cục kẹo. Ok, hát lại nha. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau một cuộc tình đã lỡ. Chỉ là con chi cháy. At the light, turn right onto Case Avenue. Kẹo. Ăn kẹo, tôi tưởng ăn cục gì chứ chay. Cái chỗ này là con biết chỗ gì không chay? Ngày xưa mà mày đi thi bằng neo á chay, là mày thi cái bằng neo mà mày đậu ở đây nè, là mày là ngay chỗ này nè, cái chỗ này là mày đi thi bằng neo mày đậu nè. Trời ơi, mày đi thi ra mày đậu xong mày mừng quá trời, mày mừng luôn chê ơi. Mẹ muốn sớm mất tay. Cái gì muốn sớm mất tay hả? In a quarter mile, turn right into the parking lot. Sớm mất tay sao? Nói gì chút nữa đi, chút về mẹ sơn cho móng tay mẹ mày gỡ ra hết rồi, móng móc mẹ mới sơn nữa đâu. Sơn cái màu sơn đó là nó ăn cái tay quá trời ăn luôn rồi, thấy nó làm hư móng mẹ hết rồi. Lâu mày turn right into the parking lot. Các mẹ ơi chúng. Đó, tới rồi. Ok. Vô coi xe tiếp tục. You've entered the parking lot for your destination. Arrived. Ui sao cái chỗ này quá trời xe luôn chay ơi. Rồi đi xuống coi với mẹ nha, coi lựa chiếc nào coi được chút nha. Ok. Rồi vô. Bye bye cô chú tại đây nha. Chút nữa gặp lại cô chú chay trên kênh chay nha. Bye bye. Bye bye mommy. Gì bye bye mommy? Mẹ bye bye. Bye bye cô chú. Không, bye bye cô chú. Đúng rồi.